nhà màu tím là điểm thưởng thức cà phê phim trường tọa lạc trên đường Chí Sinh, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đúng như tên gọi của căn nhà, từ những chi tiết trang trí đến chiếc xe đạp, xích đu, ghế ngồi, võng nằm, ở nơi này đều tràn ngập sắc tím, tím nhạt, tím sen, tím đậm, rồi tím điểm, màu tím đốt tim du khách gần xa. Chim nơi đây mô phỏng lại cảnh quê miền sông nước Nam Bộ với chiếc xuồng ba lá, chài lưới, khạp đựng nước mưa. Khi lên trên căn nhà này, chúng ta cũng có thể nhìn toàn cảnh của khu căn nhà màu tím này. Với diện tích công viên khoảng 5.000 m², từ một khu vườn bình thường, hai vợ chồng chị Quỳnh Thị Hồng Sen và anh Phan Thiện cải tạo lại làm công viên tiểu cảnh, vừa mang nét đẹp của phong cảnh Nam Bộ xưa, vừa mang nét đẹp của Tây Âu và hiện đại, với màu sắc chủ đạo vẫn là màu tím. Trước khi đến đây, câu hỏi đặt ra, căn nhà màu tím bên trong có gì? Chủ nhân của căn nhà bố trí bố cục rất hài hòa và rất khéo léo. Từ nông thôn sông nước đến ký ức lưu giữ, rồi trường quay và quay lại với căn nhà màu tím thì bố trí kiểu hiện đại có nét Tây Âu, với các bộ ghế salon, tầng violon đều màu tím. Nơi đây cũng đẹp không kém với những gốc chụp rất khéo léo. Và đây, trước mặt chúng ta là căn nhà lưu giữ ký ức, không được khoác lên một màu tím mà được gợi ý bởi một màu vàng. Trong đây có những vật dụng nhóm màu thời gian như dàn mái mai quần áo, cái tivi trắng đen, cái cắt xét, cái đèn dầu, chiếc xe cúp 50, cấp 70. Cái tivi trắng đen, đầu chiếu phim bằng băng, cái điện thoại quay số, cái máy cu le chạy chân dịch gợi lên một chút tâm tình thương nhớ về ký ức một thời ở nơi đây.
chia tay với căn nhà lưu giữ ký ức, ta bước sang căn nhà phim trường. Hai vợ chồng anh chị Sen đã từng gắn bó trong ngành truyền hình nhiều năm. Nơi đây là một góc nhỏ lưu giữ lại những kỷ niệm về ký ức nghề của mình. Nhiều vô tuyến điện, máy quay phim, màn hình Tesca, những thứ này là công nghệ làm truyền hình mấy mươi năm về trước. Ngoài ra còn có các bối cảnh của chương trình như ký ức một thời, màn hình đợi công chiếu, miền Tây trong tôi. Khám phá miền Tây. Bỏ lại sau lưng những ký ức một thời, chúng ta bước sang cảnh vật hiện tại. Mới thảm cỏ xanh rờn, tung tăng chạy nhảy. Mới vòng trái tim kết bằng cỏ. Tạo dáng đi. Tạo kiểu khác. Thả tim, thả tim. Nhìn đây nè, nhìn đây nè. Tới vườn hoa nhỏ li ti ánh nắng vàng. Với hàng mía suông đục, cặp con kênh nhỏ. Mỗi chi tiết nhỏ như thế này kết hợp với hình dáng và thần thái sẽ tạo ra những bức ảnh đẹp bất ngờ cho du khách. Một địa điểm nữa mà lúc nào cũng hot, không bao giờ nguội, đó là nấc thang lên thiên đường. Được khoác lên mình toàn bộ một màu tím, bậc thang cao vút trời xanh. Mặc dù được nhiều địa điểm mô phỏng lại từ Đà Lạt, nhưng ở nấc thang màu tím này vẫn có vẻ đẹp riêng và mê hồn của nó. Lên nữa. Đây.
chụp hình dạo quanh mệt rồi, chúng ta sử dụng cái quyền thứ hai của vé vào cổng là mua nước uống. Tiền nước đã được tính sẵn vào tiền vé, chúng ta chỉ việc đến chọn những thức uống nào mà mình thích. Đây là nơi nghỉ chân, giải khát là khu vực vườn xoài với hai bờ chạy dài rất mát. Ở giữa là mương cạn rất nhiều bèo với một màu xanh tươi mát. Nhưng rất tiếc, không có trái xoài nào, chỉ toàn là lá xoài. Các bạn tham quan căn nhà màu tím nên đi vào buổi sáng sớm, lúc trời mát, ít nắng và ít người, và dễ chụp hình, không bị dính người. Và nhớ ăn sáng rồi hãy đi. Vì trong này không có bán thức ăn, chỉ bán nước giải khát và đồ ăn nhẹ mà thôi. Cà phê phim trường màu tím là cách làm du lịch sáng tạo, hợp xu hướng trong ngành du lịch trải nghiệm, giúp làm phong phú hơn sản phẩm du lịch nhằm phục vụ du khách khi đến Cần Thơ. Với những ai yêu thích màu tím thủy chung thì hãy đến Cần Thơ để đắm chìm trong không gian lãng mạn tại căn nhà màu tím này.